Hello cho các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì mình là Crash đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với một tập của Minecraft sinh tồn 1.17 nha các bạn. Thì tập hôm nay là tập thứ 32 rồi. Phiên bản hiện tại mình đang chơi là phiên bản Snapshot 20W51A. Và trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe và đừng quên bình luận ý kiến của các bạn phía bên dưới để ủng hộ mình nha. Thì ok, chúng ta sinh tồn thôi nào. Thì ở tập trước là tập 32 thì mình cũng có đi khám phá cái NCT các bạn. Mình có được cánh cứng này và những cái trang bị khác rất là ok. Thì mình hình như cất ở rương Ender, đây. Mình để một cái rương Ender ở đây nè. Và mình cất những cái trang bị đó ở trong rương này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có hai cái áo kim cương các bạn. Và cái áo này thì có dòng chầm hỏng 3. Cái này thì có lời nguyền ràng buộc. Ôi cái này hơi bị căng luôn ấy. Còn cái này thì chúng ta sẽ có vụ nổ, bảo vệ khỏi vụ nổ 4, chầm hỏng 3 và lời nguyền biến mất. Những cái này khá là ok này. Ủng kim cương sửa chữa này. Qua cái quần này khá là ổn này. Cho nó thêm thành bảo vệ 4 là ok luôn. Rồi, ngoài ra có hoa châu rốt này mình có thể đem đi trồng. Ở quên, mình không có đá ẻn nên mình chưa có trồng được. Chắc là mình sẽ xuống lấy đá ẻn sau. Ngoài ra thì chúng ta có đầu rồng này. Nó và những cái thanh gậy ẻn này mình có thể trang trí rất ok luôn này. Ủa, cái sản quá là hấp dẫn luôn. Wow. Cái cúp này cũng rất là mạnh luôn nè. Rồi, và những cái món khoáng sản khác thì cũng khá là ok ấy. Thì dự định của mình trong tập này là gì? Thì như các bạn nhìn ảnh thumbnail thì cũng đã biết rồi. Trong tập này thì mình sẽ đi khám phá cái lâu đài của cái bọn Bitlin các bạn, cái pháo đài của tụi nó ấy. Thì như các bạn biết ở những tập trước ấy, mình chưa có tìm được. Và tập này mình đã tìm được rồi, nên mình dự định sẽ đi khám phá nó luôn. Cũng khá là gần nhà mình các bạn. Không hiểu sao là mình lúc mình đi tìm không thấy, thì lúc mình vô tình thấy cái là mình thấy luôn à. Thì còn gì nữa ta? Thực ra ấy, lúc đầu là mình dự định ấy là mình sẽ đi khám phá cái, mình sẽ xây dựng một cái gọi là cái máy farm sắt các bạn. Dự định lúc đầu của mình trong tập này là như vậy ấy. Nhưng mà mình nghĩ ấy, cái nguyên liệu mà mình cần farm sắt ấy là mình cần những cái loại đá này nè. Những cái loại đá, không phải đá đen. Mình cần những cái loại đá, loại đá dưới địa ngục đó nhờ. Mấy cái loại đá mà mình làm cái cầu đi qua bên cái nhà phù phép của mình các bạn, chắc các bạn cũng hiểu ý mình rồi đúng không? Nè, mấy cái loại đá thế này nè, mà chỉ có ở pháo đài địa ngục thôi. Thì mình dự định ấy là mình tập này mình sẽ đi xuống dưới để mà mình sẵn tiện mình lấy thêm ít đồ này. Rồi mình chủ ý là mình sẽ lấy những cái viên gạch đen ấy. Viên gạch đen ở dưới cái pháo đài của tụi Bitlin ấy. Đó, thì mình về mình sẽ xây cái máy farm sắt ở tập sau luôn. Đó, một kế hoạch quá là hoàn hảo đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ cất những cái món đồ ở đây. Về mấy món đồ địa ngục thì cất ở đâu ta? Sao mình không còn nhớ gì hết trơn nhờ? Chắc là ở đây nhờ, ok. Riết rồi, mình quên hết trơn rồi. Ui, thạch anh mình có khá nhiều đó các bạn. Mình có thể dùng để mà làm nhà hiện đại được luôn ấy. Bây giờ thì mình sẽ nung vàng lên ha. Vàng thì mình sẽ lò luyện kim đi. Đây, ở đây chúng ta sẽ có một ít này. Mình sẽ dùng cái cây cúp có độ mềm mại. Đó, để mình nung mấy cái này. Nó sẽ ra nguyên cái phôi vàng luôn. Dùng rất là ổn luôn các bạn ơi. Rồi, để xem thì tập này á. Ở trước khi mà đi qua bên cái tụi pháo đài của tụi Bitlin á, mình nghĩ là mình sẽ xây dựng một cái mình sẽ nâng cấp cho cái cánh cứng của mình lên thành cái cánh cứng sửa chữa các bạn. Và nếu có dòng chậm hỏng 3 thì nó lại càng quá là tốt luôn ấy. Ở đây coi có xuyên thủng 4 này, có cái nào chậm hỏng 3 không nhỉ? Mình nếu mình còn một cái cuốn sách chậm hỏng 3 thì phải, không biết là nó ở đâu ta. Đây mình đem một dòng sách đi qua ha. Emerald thì mình ở nhà còn 34. Ui, vậy thì mình không cần đổi với lại mấy thanh niên dân làng mà vẫn dư luôn á các bạn. Rồi thiệt tình, lấy lại cái đuốc đấy. Ok. Rồi, thế thì mình sẽ đi trao đổi cuốn sách luôn. Lúc đầu mình tưởng không đủ Emerald cơ, nhưng mà lại đủ này. Trong rương này mình còn luôn ấy. Đây còn 10, còn tận 3 lận. Cũng không nhiều lắm các bạn ơi. Có một điều thì để mình tìm ông này xem. Chúng ta sẽ được một cuốn sách sửa chữa này. Đó, mình sẽ lấy luôn. Ôi, mình lên tận level 31 này. Luli của mình còn ở trong cái rương này không ta? Mình cất Luli ở trong rương này. Không. Riết rồi mình lú lẫn, mình quên hết trơn rồi. Rương này. Vậy là rương này rồi. Không luôn các bạn. Để mình tìm xem coi. Mình có cái cuốn sách chầm hỏng 3 không? Quét cạnh 3. Mình chưa có chầm hỏng 3 các bạn. Lần trước mình tìm thì thấy nhưng mà mình không có lấy ấy. Bây giờ mình để thử coi mình có dòng chầm hỏng 3 không ha. Không có rồi các bạn ơi. Khá là toán nhờ. Trước tiên thì lưu ly của mình cất ở nhà rồi. Về lấy ít lưu ly cái. Chưa gì quên rồi các bạn ơi. Ok, không sao. Chúng ta làm ít việc đồng án mà chắc không sao đâu nhờ. Mình lấy một ít lưu ly.
Ôi, chết rồi, khoáng sản của mình có vẻ càng ngày càng cạn kiệt nữa các bạn ơi. Mình nghĩ là trong thời gian apply mình phải đi mai thêm mới được. Mình có một cái hầm mai ở dưới mà. Mình chưa xây dựng cái khu vực để mà đi mai nữa đó. Mình chỉ mới xây sơ sài như vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ enchant một cái cuốn level 1 đi. Và hy vọng nó sẽ cho mình lần cuối cùng hiệu suất 4 mà. Mình cần chậm hỏng cơ, tại chậm hỏng ghép cho cánh cứng rất là ok. Cánh cứng thì không phải enchant được rồi. Thôi mình sẽ enchant cho cánh cứng sửa chữa trước nha. Ok, chúng ta sẽ có sửa chữa. Thì có cái này thì mình sẽ đỡ sợ nó bị hư hơn. Nhưng mà có chậm hỏng nữa thì khỏi lo luôn các bạn. Nhưng mà tao không sao đâu nhỉ. Nếu mà hư thì mình đi tìm cái khác, không sợ không sợ. Và tạm thời thì cất bừa bộn đây ha. Ok, cứ cất bừa bộn đi. Cất bừa bộn sao rồi sau này mình quên hết trơn nha coi. Thế là chúng ta đã có một cái cánh cứng thế này rồi. Nhưng mà theo mình nhớ ấy, là cái mình cần thêm một ít gọi là thuốc nổ để mà mình làm thêm mấy cái tên lửa các bạn, mình di chuyển cho nó nhanh chứ như vậy còn khá là chậm ấy. Ok, thuốc nổ của mình thì bên máy pha của mình mới có chứ bên đây chắc chỉ có 12. 12 thì mình có thể làm được bao nhiêu ta, mình cũng không còn nhớ là công thức của nó nữa. Để mà chế tạo tên lửa thì chúng ta cần thuốc súng với lại một cái gì đó, thuốc súng, tên. Cái này mình hiện tại mình không có bật Unikay nên mình không có bật dấu được. Ai cay thế nhỉ. Mình để mình xem coi có công thức ở đây hay không. Hình như tên lửa là không có công thức ở đây đâu. Ở đây đây, pháo hoa, pháo hoa. Rồi mình biết rồi, chúng ta cần giấy. Đơn giản đơn giản. Thiệt tình sorry các bạn nha. Lâu quá không có dùng tên lửa lại. Bây giờ mình quên luôn. Mình là thu hoạch thêm một ít mía nữa đi ha các bạn. Rồi mình vô mình làm tên lửa luôn. Pháo hoa. Mình cứ gọi tên lửa là sao ta? Pháo hoa mới chuẩn, pháo hoa mới chuẩn các bạn ơi. Rồi thu hoạch nào, mía bên đây thì mình trồng một như đây là đủ dùng rồi các bạn ơi, cũng khá dài đấy. Rồi thu hoạch bao nhiêu đây là hơi bị thừa luôn ấy. Ok, chúng ta có khá khá nhiều đấy. Rồi về nhà mà tiếp tục sử dụng thôi. Ở đây thì mình sẽ đổi nó ra thành giấy và sau đó thì mình sẽ lấy tên lửa pháo hoa. Ok, chúng ta sẽ có những cái pháo hoa này. Bây giờ để mình xem coi mình cất cái mía này ở đâu đây. Đây cất đây đi không. Còn dư giấy nè. Pháo hoa này thì mình khi nào mình đi đâu á, mình đi tìm thì mình sẽ dùng. Ví dụ nè các bạn, trong những tập sau thì mình sẽ đi khám phá Atlantic nè, rồi khám phá cái biệt thự trong rừng nè. Mình đi bằng pháo hoa này là siêu cực nhanh luôn. Mặc dù nó cách mình mấy ngàn lốc nhưng mà đi rất rất là nhanh. Thì mình rất là thích sử dụng. Rồi thì bây giờ mình chắc là còn dư ít thời gian ở trên đây thì mình sẽ tranh thủ. Quên. Mình mới có một cái đầu lâu Wither các bạn ơi. Làm sao mà chúng ta đủ đây? Chắc là mình cũng phải đi farm thêm. Sorry các bạn nha, dạo này deadline á các bạn, gần thi á, deadline nó cứ rất là nhiều ấy. Thậm chí là ngày hôm qua mình không có thời gian để mà bật máy tính lên luôn ấy. Nó nên nó rất là mất thời gian. Nên các bạn thông cảm giúp mình nhé. Mình cũng rất muốn quay video ấy. Nhưng mà có lẽ chúng ta hôm qua mình không có video rồi, thông cảm các bạn thông cảm giúp mình ha. Ok, không sao. Mình sẽ cố gắng làm video thôi. Nhưng mà nếu hôm nào mà không có thời gian vào máy tính á, thì lúc đó là mình đã hết cách luôn rồi đấy. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ trồng cái số lượng lúa này đi. Rồi sau đó cho bò cừu ăn cái đã. Rồi mình đi xuống dưới mình đánh nhau tụi Bitlin luôn. Thì mình đang thắc mắc là mình không biết là mình sẽ đánh với nhau với tụi nó luôn hay là mình mặc áo giáp vàng để mà trà trộn đi. Trà trộn thì lúc mở rương thì tụi nó cũng phát hiện à. Nên thôi chắc mình sẽ trà trộn cho tới khi mình mở rương. Phát hiện thì mình đánh nhau tụi nó luôn. Mình cũng mạnh rồi nên mình cũng không sợ đâu. Ok. Bụp. Rồi, hợp lý hợp lý hợp lý. Thôi bây giờ thì mình sẽ di chuyển. Rồi, bây giờ mình sẽ cất ít hạt giống này đi ha. Lúa mì một đợt cũng nhiều phết đấy. Ok. Mình sẽ cho bò ăn và cừu ăn. Sắp tới thì mình dùng nó cũng nhiều đó. Tập sau thì mình sẽ xây dựng một cái máy farm sắt rồi. Như vậy là mình sẽ có nguồn sắt vô tận rồi, tha hồ dùng luôn. Đó, rất hợp lý. Bò thì còn khá là ít nè. Đợt trước mình farm nó khá là nhiều ấy. Mình xây dựng cái gì vậy ta? Đợt trước mình nhớ mình xây dựng mỗi công trình nào mà cần khá khá là nhiều bò ấy. À, cái nhà kho này. Ok. Rồi thì còn bao nhiêu đây thì mình sẽ tìm một cái thùng nào đó đây mình cất luôn. Đó. Khi nào cho tụi nó ăn thì lấy cho nó dễ. Tính ra mình chưa cho gà với lại heo ăn bao giờ luôn á nhờ. À, đúng rồi mình để ý ấy. Thôi thì mình nên cho nó ăn chút ít đi ha. Thấy cũng tội nghiệp. Nên cho tụi nó ăn chút ít rồi mình sẽ di chuyển xuống dưới. À quên nữa, có lẽ là mình sẽ làm một vài cái rune sugar luôn.
Ok, từ đó mình nghĩ mình sẽ làm thêm một vài cái rương sugar các bạn, để mình đem xuống dưới khi nào mình dư slot quá thì mình sẽ dùng ha. Rồi thì chúng ta sẽ cho đi vào. Ok, mình sẽ cho heo ăn này, đó ăn luôn đi. Con này mặc dù con này đang là số lẻ nhưng mà thôi mình cho ăn luôn. Rồi mở cửa này ra, đóng lại, sau đó qua đây các bạn thấy rườm rà không, khá là rườm rà luôn. Bên đây cũng số lẻ luôn này, mình có thể biến nó thành số chẵn không? Vô không được, không được. Rồi chúng ta vậy là bây giờ có đủ bốn con rồi đó, bốn con gà và bốn con heo. Phá cái đút này rồi thì có vẻ như bây giờ là mình ok rồi đó. Bây giờ mình đi chế tạo thêm cái rương sugar nó đi, rồi sau đó mình đi xuống thẳng xuống địa ngục luôn. Mọi thứ có vẻ tập này sẽ khá là nhàn đối với mình, tại vì đồ của mình hiện tại đang kiểu là mạnh rồi đấy, nên mình cũng tự tin đánh với tụi nó. Đây chúng ta có ba cái vỏ, sáu cái vỏ sugar, tương đương mình sẽ có được ba cái rương sugar các bạn. Rương sugar thì dùng thích hơn những cái bên đồ nhiều lắm các bạn ơi, những cái túi ấy, cái túi xài không đã dễ trơn à, nên thôi mình dùng mấy cái rương sugar này là ok nhất. Để xem coi mình còn rương không, à còn bốn này. Chúng ta sẽ có ba cái vỏ hộp sugar, cái vỏ hộp à, cái hộp. Và mình cất cái rương còn lại đi ha. Mình sẽ nhộm cho nó. Đầu tiên thì mình sẽ nhộm đi một cái màu đỏ là một cái màu xanh đi. Một cái màu đỏ này, một cái màu xanh này. Đó. Mình sẽ lấy hai cái này. Rồi, bây giờ thì mình nhộm nó, không biết là mình biết cách nhộm không ta? Nhộm như vậy đúng không? À đúng rồi, đúng rồi. À, hú hồn, hú hồn. Rồi chúng ta sẽ có đỏ xanh. Ở cái này màu tím, màu bình thường thì mình thấy nó không đẹp cho lắm á các bạn. Mình xin phép đổi nó thành màu trắng. Màu trắng không biết có đẹp, nhìn nó có hơi kỳ kỳ không ta. À, màu trắng. Đây, đừng có kỳ. Bộ hộp sugar xám nhạt này nhìn nhìn ngầu quá các bạn. Nhìn nó ngầu ghê luôn ấy. Cái này trang trí nó hơi bị ngầu ấy. Ngầu thôi chứ nó không có đẹp nha. Ý mình là ngầu thôi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cất thức ăn chay đi. Là cà rốt này, hạt giống mới cất bên đây. Rồi cây xương. Cây xương đưa mình làm cái gì? À quên nữa, hồi nãy á, mình đi xuống dưới nay đỡ các bạn, mình có thấy một con mèo đen của mình. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống luôn ha. Tập này có vẻ đơn giản nè. Mình xuống dưới hồi nãy mình có thấy một con mèo đen á các bạn. Chắc là nó spawn xong rồi nó đi qua bên cánh cổng địa ngục ấy. Có một ông thương nhân dân làng. Vậy là mình phải ngủ cái đó các bạn. Mình phải ngủ. Hạn chế mình mới nghe tiếng uống uống cái gì đấy, chắc là các bạn cũng nghe đấy. Mình sẽ ngủ cái đã, đi ra cho xin ngủ ké. Ai si ba, chắc chắn luôn là mấy cái con đây 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 zombie đuối nước ở dưới chân này đúng không, biết ngay mà. Hồi nãy là mình nghe tiếng zombie đuối nước chứ không phải là của thương nhân đâu các bạn. Ai rồi bây giờ lên lại thôi. Có vụ kẹt nữa sao. Rồi bây giờ mình vô mình ngủ cái rồi mình trao đổi với là ông thương nhân tí. Thật ra là buổi tối cũng trao đổi được đó các bạn, mình nghĩ là như vậy. Mình chỉ cần click chuột đúng túm ổng là mình sẽ trao đổi được thôi á. Hello, ông ở đâu vậy? Hay. Ông đây, ông đây, ông đây, ông đây. Cô sống phái con mèo của mình nhở, ông phái cây này ta. Rồi, ông cho bột nhộm đen, xám nhạt, nấm nâu, bột nhộm xám, bột nhộm tím và băng nén. Thôi, thôi mình không có muốn đổi với ông này đâu, không có gì hay ho hết luôn á. Để xem coi mình có thiếu cái gì không, mình đi xuống dưới chỗ đó không. Rồi ok, mình đi xuống thôi. Scare đâu nó bắn tôi vậy? Dưới nước bắn là vô dụng nha. Rồi thôi mình đi, mình di chuyển thôi các bạn. Let's go. Nhảy lên đây. Không tới. Rồi, thực ra di chuyển qua đó cũng khá gần ấy, nên mình cũng không có muốn gián đoạn video cho lắm. Chúng ta sẽ đi di chuyển thiệt là nhanh luôn. Let's go. Và mình qua tới bên đây. Khá là nhanh. Hồi nãy các bạn, mình thấy con mèo đi vô đây rồi nè, vô ngay cái đút nè. Bây giờ mình dí theo để mình cho con mèo ăn thử coi nó có còn ở đây không. Không biết là còn ở đây không nữa. Mình sợ nó bị despawn rồi đấy. Đã có một còn kìa không các bạn, có một con mèo đen nè. May thiệt. Hồi nãy là mình gặp nó một hồi lâu rồi đấy. Không ngờ là bây giờ nó vẫn còn ở đây. Chắc là do nó không có chỗ nào đi ấy. Hello mèo. Mày đang cô đơn đó mà. Ơi, tao đâu có đuổi mày đâu. Mèo 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 mèo. Mình cần cho nó bình tĩnh lại, mình cần cho nó bình tĩnh lại. Mà nó đi khá là chậm mà. Ấy, 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 no, no. No, no, no.
Đừng có chạy, đừng có chạy, đừng có chạy. Ok. Các bạn nhìn này các bạn, mình cho nó ăn mình bấm bấm kiểu nó né mình ấy. Mà không ngờ là một con cá là nó cũng chịu. Rồi, đi theo tao này. Đi theo tao, đi theo tao, đi theo tao. Mình dắt nó về nhà cái rồi mình qua mình đánh nhau với tụi kia nha các bạn. Có lẽ là mình hơi núp ấy. Mình muốn đưa nó về nhà cái đã. Qua đây. Ở đâu? Qua chưa? Không biết nó qua chưa nữa. Mình không biết là nó qua rồi ấy. Thôi bây giờ mình sẽ qua bên bên đây, mình qua lại bên đây để mình cho nó ngồi xuống nha các bạn. Không nó lại te le qua mình nữa. Thôi thôi, nó qua đây nè. Come here, come here. Come here. Come here my cat. Ok. Rồi ngồi xuống. Đó, chúng ta sẽ có thêm một em mèo đen khá là dễ thương. Rồi rồi rồi. Bây giờ tập trung chuyên môn các bạn. Let's go. Và chúng ta sẽ tới được nơi này. Thì cánh cổng đó ở đâu? Ủa, cái lồng. Cái basin đó ở đâu? Thì nó sẽ ở chỗ này các bạn. Trên cái đường đi mà đi qua làng thông ấy thì mình cứ đào thẳng một cái lỗ xuống đây. Lúc đầu ấy là mình đào thiệt là dài luôn, là để mình tìm cái khu rừng màu xanh các bạn, để mình tìm Enderman trong những cái tập mà tập trước các bạn. Các bạn xem các bạn cũng sẽ nhớ ấy. Nhưng mà cuối cùng thì mình lại đổi với lại cái ông dân làng để lấy Enderpearl đó. Nên suy ra là cái chỗ xa xa đó chính là rừng xanh ấy. Và còn cái chỗ mà Basin ấy là đường này. Chúng ta đi qua một tí nữa là chúng ta tới được ngay cái Basin luôn. Các bạn thấy có nhanh không? Mình không ngờ nó gần mình như vậy mà từ đó giờ mình kiếm không có ra. Ở đây thì mình có cắm đuốc sẵn này. Đó. Có những cái bộ xương hóa thạch này. Mình xương hiện tại mình nhiều quá nên mình không muốn lấy miếng nào luôn ấy. Bà đây, tới đây là tới rồi này. Đó, các bạn thấy nhanh không? Cực kỳ là nhanh luôn. Mà chết rồi, mình quên đem theo trang bị vàng rồi. Thôi vậy thì ngay từ đầu mình sẽ đánh nhau tụi Bitlin luôn vậy. Nó các bạn thấy chưa? Đó chính là cái Bastion đó. Đây 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 đây. Đó, xa xa nè. Không biết khó thấy nhỉ. Đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xuống mình khám phá luôn ha. Đây, ở đây mình có sẵn cắm sẵn đuốc này. Trong lúc mà mình cắm đuốc ấy thì mình lỡ vô tình đi vào đây ấy, nên xảy ra cái gọi là cái thành tựu mà biết tới chỗ này ấy, nó hết luôn. Mình không có đem vàng luôn nè, mấy cây này nè các bạn. Cái mấy cái block này mình thích nè, mình rất thích, mình thích dùng để mà xây cái máy farm sắt ấy. Bây giờ mình cần lấy một ít block để đi, mình còn bắt qua bắt lại nữa. Ui, có block vàng đây nè, mình sẽ lấy block vàng. No. Oh my god, các bạn không không tin được luôn á. Ghê thật sự luôn á. Lấy thêm một ít block nữa. Sao ghê nhỉ? Nãy nhà mình còn khá nhiều block mà mình đi mình quên lấy á. Nên mỗi lần lấy về là một đống luôn. Rồi, cung là mình cần ấy, mình nghĩ mình cần cung ấy. Ok. Mình sẽ đi lên lại cái chỗ này. Ở đó rồi. Ở đây 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 đây. Đáng sợ thế nhỉ? Không sao không sao không sao. Do là mình hơi núp thôi, cái này là lỗi kỹ thuật các bạn. Ở đây cũng có nè. Nhưng mà mình thích đi từ trên xuống hơn. Đi từ trên cao xuống các bạn, để không lỡ bỏ cái rương nào ấy. Thôi không lấy vàng nữa. Bây giờ mình sẽ bắt lên chỗ này. Có nhiều đường đi á nhỉ. Lên đây mình sẽ đánh nhau tụi nó nè. Hey. 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 Ui da, ui da, đừng có đánh ra bật lùi. Nó mạnh lắm giờ các bạn. Rượu vàng của tụi nó mạnh nhờ. Chết đi mày. Không ngờ cái áo của tụi nó bây giờ cũng thay đổi nhờ. Mình có nên cẩn thận trong cái việc mà mở rương không ta? Ghê nhờ. Wow. Thôi mình sẽ bỏ cái rest cup và lấy cái cup này đi. Cup này có độ hiệu suất 4 thôi, nhưng mà nó lấy được cái độ mềm mại các bạn. Wow. Ui có cả vụn netherite này. Wow tuyệt vời tuyệt vời. Hắc diện thạch này, táo vàng này. Táo vàng mình sẽ để đây, để lát mình có bị đánh thì mình còn xoay sở kịp. Đây thì mình sẽ lấy một cái trang bị bằng vàng. Bằng cái mũ đi. Đó, lát mình đổi cái quần đi. Tại cái quần của mình là hơi kém ấy. Rồi, hãy là chân đốt mình nên lấy không ta? Thôi lấy luôn đi, mình có đem Ryusuke theo mà. Cung này. Rồi, nỏ á. Coi, nỏ không cần đâu. Hiện tại sao không có con nào nó đánh mình nữa ta? Ủa, sao đây đã có thịt heo chín nhờ? Chắc là do dưới địa ngục ấy mà. Táo vàng này, có xương, hắc diện thạch khóc này. Mấy cái này thì mình cần này. Wow. Chỗ này thì từ chỗ này mình sẽ tìm đường đi xuống nữa này. Ui, nhìn nó ghê ghê thế nào các bạn ơi. Lấy mấy cái block này đi, mấy block này đẹp thật sự luôn ấy. Mình sẽ đi tìm một cái đường nào đó đi xuống cho nó đỡ ghê. Ui, đường này mình bắn cung tụi này đi. Tụi nó kiểu đang muốn đánh mình lắm luôn ấy. Ui, sao một mũi tên là chết một đứa rồi. Wow, không ngờ là
cái sức mạnh 5 công dụng đáng kinh ngạc thiệt ấy. Ơi ơi, no no no. Ok. Giáp mình bị tụi nó đánh cũng còn hơi đau á các bạn ơi. Oh, wow. Cái này to lớn á nhờ. Mình khi mà hết cái tập này á, mình nghĩ là mình sẽ kiểu là đào nguyên cái chỗ này của tụi nó luôn ấy, mình nghĩ là như vậy. Cái cung để qua đây. Kiếm này qua đây, cái này ở đây. Đó. Ấy, sao sao? Sao? Đang giỡn mặt với mình sao ấy. Đi coi coi có đường đi nào hay không. Thật ra là có tìm đường đi cũng dễ thôi các bạn ơi. Mình cũng không cần phải mất công như vậy đâu. Đó thì mình nhảy xuống luôn đi. Có cái đường nào thì lấy cái đường đó. Có đường đi nè. Ui, các bạn thấy không? Cái hình như cái áo tụi nó có thay đổi so với bản 1.16 ấy. Mình nhớ là 1.16 nó không có đèn, nhìn không có đẹp như vậy đâu. Có khá là nhiều đường nữa. Ui ui. Hói 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 mà. Hói mà. Ui da, mình đánh không có được thẳng tay, hơi khó chịu nha. Cứ lao hết vào đây. Cứ lao hết vào đây. Crash sẽ đánh nhau với tụi mày hết. Rồi không sao không sao. Rồi ở đây có một đường đúng không? Mình sẽ đi đường bên trái trước đi. Đó, đi đường này trước. Rồi mình sẽ chạy thẳng xuống. Ui, nhiều đường như vậy sao? À đừng đừng cục. Đó các bạn, cái block nhìn nó khá là đẹp. À đường này cũng là đường cục luôn sao? Ngoài ra thì ui, ở đây lại còn đường đi này. Đi là không hiểu luôn. Cho nên có rương không? Không có, không có. Nhiều khi các bạn xem có thể sẽ bị choáng ngợp ấy, các bạn nhìn như mê cung vậy. Rồi, đường này, mày quá mình vẫn còn nhớ. Ăn miếng thịt cái đã. Rồi, tiếp tục qua đây. Vừa đi vừa cắm đuốc. Lấy vàng luôn. Ôi, con này mình không khiêu chiến nha, mình khiêu chiến là hơi dại khờ ấy. Mày xuống đây. Ui ui ui. À, mấy cái con này sợ zombie. Zombie Bitlin các bạn ơi. Cái con đó gọi là zombie Bitlin đúng không? Ở đây lại có hai đường mà mình lại không biết đi đường nào. Thì mình sẽ ưu tiên đi đường bên trái trước. Sau đó mình quay lên đi đường bên phải. Ok. Hoặc là mình đi xuống là mình không có biết đường lên cũng như không. Ok. Rồi, lấy mấy cái lóc vàng ha. Sau đó các bạn nha, mình rất thích. Ôi, đừng có dậy coi. Đừng có dậy coi, đừng có dậy coi. À, nó đang nhìn cái block này của nó đó các bạn thấy không? Nhìn này. Bỏ tật nha mày. Ơi, sao vậy? Sao vậy? Ui, tụi này nó hơi dã man ấy. Nó cứ lao vô à. Chỗ này lại có đường đi xuống này. Mình sợ nãy giờ mình đi các bạn, mình bỏ lỡ khá nhiều cái rương ấy. Mình chỉ sợ như vậy thôi. Chứ không vấn đề gì cả. Đường bên phải này. Nghĩa là nó có nói với lại đường bên trái ấy. À không, không có nói. À có nói. Mày thế. Vậy mình khỏi mất công. Ui, mấy cái block cuối cùng này khá là đẹp nè. Wow, đẹp đấy nhờ. Tiếp tục thì công đoạn đi tìm rương thôi. Và mình đi thẳng tới đây luôn này, mới căng này. Đi ra luôn. Ok, chạy vào. Mình không muốn té xuống lava đâu. Nó cái đường ở giữa này là cái đường này khá là hiếm này. Nhưng mà mình nghĩ là đường đó nó sẽ có một quyển sách ấy. Theo mình để ý là như vậy. Mình không biết là có hay không. Bắt lót cẩn thận các bạn ơi, tụi nó đang đi săn mình đó. Mình đang là kẻ kiểu là, mình là kẻ đào chích các bạn. Mình đang trộm của nó khá nhiều ấy. Ha. Hôm nay Red sẽ vào, ui, vào vai của một thằng đạo chích. Ok. Ui, tụi nó bên kia kìa. Ui, tụi nó có thể bơi qua lava không ta? Thôi, có thể luôn. Không biết ngay mà, tụi nó định bọc sau mình. May mà mình cảm nhận được. Ok. Mấy con không có giáp thì mình đánh một cái là chết queo à. Lấy thêm ít đáo phát sáng ha. Ui, full block rồi này. Bỏ cái này ra. Ui. Mình bỏ, đâu có bỏ cái đó đâu. Rồi. Đặt ở đây. Ui, một nồi luôn. Đá phát sáng này. Ui, rớt xuống đây rồi. Rồi, hiện tại thì còn cái gì không ta? Nãy giờ mình chưa thấy block vàng nữa nhờ. Hello. Ok. Có rương chưa? À, đây có một cái rương này. Nãy giờ mới thấy một cái rương đó nha. Bên kia có một cái luôn. À, mình sẽ để cái... đó, mình sẽ để ống nhòm đây cho các bạn dễ thấy. Đây, bên đây cũng có một cái rương này. À, bên đây có một cái rương mình không thấy. Quay lại để lấy rương ngay. Đâu vậy? À, đây. Đây, chúng ta có dòng nhặt một. Một mảnh vỡ cổ đại nữa này. Đó, vậy là chúng ta có thêm một vụn netherite nữa. Tới lúc mình sẽ cắt bớt vào cái đường sugar xám nhạt này đi.
Mình sẽ cất hết mấy cái thứ không quan trọng vào. Mình sẽ để một cái mũi tên ở đây. Cất luôn Nether Crack. Cái này, cá này, xô này, thịt này, kem này, quần luôn, mình không có ngán tụi này nữa đâu. Rồi lấy lại rương sugar và tiếp tục lấy đồ thôi. Thêm một bánh vỡ này. Có cái nào trong lần này mình có thể lấy được hẳn một foil netherite luôn không ta? Có thể đúng không? Sorry các bạn nha, sao mình mình khám phá mấy cái này hơi chậm ấy nhỉ. Ok, chủ yếu là mình cho các bạn xem vui ấy. Từ từ mình sẽ lấy cái chỗ rộng rộng đi, lấy cái block này ra xong rồi đập nó. Ok rồi, đặt ở đây đó. Đây có một cái nữa này. Búp. Ui, lại một ảnh vỡ nữa các bạn ơi. À, vậy là mình có ba rồi. Ui, có khi nào mình được một foil thiệt luôn ấy. Khói sắt này, wow. Gây cháy một. Wow, và lại là một miếng thịt cho mình. Tuyệt vời nhờ. Sao mấy đường hôm nay nó ngon nhờ. Khá là ngon các bạn ơi. Rồi thì Mày làm cái gì ở đây? Dám tới đây hả mày? Ui, không có đánh sau lưng, không có đánh sau lưng. Nó canh mình ngay tới bờ vực nó đánh không à. Sao? Mày đứng ở dưới luôn đi. Ui, nó giống nó chạy lên quá vậy. Sao nó giống nó chạy lên đó các bạn. Và một khói vàng. Khói vàng an ủi không được. Lần nguyện biến mất. Có lẽ là chúng ta sẽ không dễ dàng mà được kiểu là full những cái đường mà có cái dòng đồng thế. Đây, giết nó. Có cái mảnh vỡ cổ đại. Mày hiện tại thì bên đây mình đi quá chứ ta. Có thể là mình đi rồi, nhưng mà mình sẽ làm một cái đường. Mặc dù mình có thể nhảy xuống đi dễ dàng, nhưng mà mình muốn làm cái đường để cho mình khỏi bị lạc các bạn, khỏi bị mất phương hướng ấy. Mình sợ là mình nghĩ là mình sẽ chưa đi chỗ này, mặc dù mình đã đi rồi, ví dụ như vậy. Ui da, mình bị bắn. Ui, đây một đường to. Mày bắn ai? Ok, may mà mình không khiêu khích mấy con này. Mấy con này còn giả mang hơn nữa. À. Sao? Muốn đánh nhau à? Ok, lấy mấy cái này về. Cắm cái đuốc ra. Và hy vọng cho tôi một... Thôi, lấy cái này luôn. Vốn netherite. À, có vẻ là không có rồi. À, sao lại có tốc độ linh hồn mà chỉ có một vậy ta? Cần hiệu này, hoa văn mũi heo này. Tao lấy luôn đi ha. Hắc diện thạch. À, đá đen màu vàng là thứ mình nãy giờ đang lấy này. Rồi, cái đường này có vẻ nó không ngon lành gì mấy các bạn ơi. À, tiếp tục đi qua bên đây xem coi nãy giờ mình có bỏ sót một cái chest nào bên đây hay không. Hình như là nãy giờ mình đã bắt đầu đi một vòng hay sao ấy. Từ, mình sẽ đi thử đường này ha. Ok. Rồi, coi như từng mộc này mình khám phá xong rồi thì phải. Đúng không ta? Thử coi cái đường này ha. Tại vì mình nhớ là mình khám phá là mình đập chỗ này rồi này. Rồi, ok, mình lấy hết rồi. Thế là mình đã xong một tầng ở đây rồi. Mình xuống đây mình lấy luôn ha. Và ở đây có búa địa ngục này, mặc dù mình có rồi. Hiện tại mình đang trung tâm này mà không có một con bích ly nữa chứ. Chắc nãy giờ mình lỡ tay mình giết tụi nó hết trơn rồi ấy. Và... Ui. À, nó không có vụn nader luôn. Không có gọi là mảnh vỡ cổ đại luôn. Rồi thôi, mình nghĩ là ba mảnh vỡ cổ đại là hơi quá đáng rồi đấy. Đây, chính là thứ mình cần. Mình sẽ bỏ lại tốc độ linh hồn 1. Mình lấy cuốn tốc độ linh hồn 3. Chưa, mình nghĩ là sẽ có cái cuốn sách mà. Rồi bây giờ thì mình sẽ tìm một cái đường cầu thang đi lên. Tại vì nãy giờ mình mới khám phá tầng 1 đấy các bạn. Còn mấy cái tầng trên đây mình nghĩ là nó sẽ còn rương cho mình á. Ok, cứ lên trên trở anh xem sao. Tại vì, ui, cái này ngầu quá vậy. Wow, tường đá đen. Ngầu thật sự. Rồi bây giờ thì tìm một cái đường nào đó đi lên cho nó dễ dễ chút xíu. Nãy giờ mình nhớ là mình thấy một cái vài đường đi lên cũng khá là ok ấy các bạn. Để xem. Ủa, sao con này lại bị nhốt đây nhỉ? À không, nó tự nó tự nhốt bản thân đó các bạn ơi. Đường đi lên ở đây được không? Ở đây có gọi là một đường không ta? No. Cắm cái đuốc cho các bạn giờ thấy dễ nhìn ha. Dễ nhìn thấy. Ồ, thấy chưa? Ở đây còn một cái rương này. Cho tôi một cái mảnh vỡ cổ đại. À, có vẻ là mình đang được voi đầu tiên rồi. Đá đen mạ vàng này lấy ha. Không biết là mấy cái đá đen mạ vàng này mà có thể nung lên vàng được không ta? Mình cũng khá là thắc mắc ấy.
Hy vọng mà được nhờ. Rune này mình lấy rồi đúng không? Rune này Red lấy rồi đúng rồi. Lấy rồi. À, tiếp tục mình xem coi mình có đường đi qua cái tầng khác hay không. Cái rune này mình lấy rồi nè. Mình sẽ chắc là làm một cái đường để đi lên mấy cái tầng khác luôn. Bắt khu qua đây. Đó, chúng ta còn một tầng trên đây nữa này. Tầng càng ngày thì nó càng hẹp hay sao ấy, nó càng ít diện tích hay sao ấy. Ở bên đây còn nè các bạn. Mà có nên đi qua bên đó không ta? Wow. Thôi mình đi qua bên đây trước chứ nhỉ. Let's go. Tập này không biết là nó có hơi nhàm chán không ta. Tại vì tập này mình cứ đi lên quanh giết mấy cái tụi Bích Ly này thôi à. Không có gì là đặc sắc hết hết trơn luôn ấy. Lấy đá vàng, đá đen màu vàng. Và đặt ở đây. Lúc về cái trên đường, lúc mà mình kết thúc video các bạn, thì mình nghĩ là mình sẽ dành thời gian đó để mình lấy những cái viên đá này sau ha. Bây giờ chưa phải lúc đâu. Bây giờ là mình đi khám phá thì cho các bạn xem thôi. Đó, các bạn xem mình khám phá nó núp như thế nào. Mình núp giả mang con nghe luôn ấy. Lấy ít này để mình bắt đường qua bên kia. Không có đem block theo. Và đó là hậu quả đấy. Chúng ta sẽ dùng cái này đi. Và bắt qua bên kia thôi. Hiện tại là cái tò này mình giết hết trơn rồi sao ấy. Bây giờ không thấy cái tụi Bích Liên đâu nữa trơn. Ok. Mở đường thôi. Cắm đuốc cho các bạn dễ nhìn này. Và hy vọng tìm thêm một cái rương với một cái vụn nữa thôi. Hoặc là một cái mảnh vỡ cổ đại nữa thôi. Là mình mãn nguyện lắm luôn ấy. Chưa gì mà được tới tận. Ui. No way. Thì một cái là mình té sắp mặt đó. Dưới đây mình nếu dưới đây mình chưa đi. Dưới đây mình chưa đi bên đây. Tiếp tục bên đây thì sao? Là một cái đường này. Ui đây có đá đen màu vàng kìa. Bắt đường qua. Đó. Khám phá nhìn nó hơi bị chán ngợp chút xíu nhờ các bạn. Qua wow, chỗ này mình chưa lấy nè. Nó có sẻn kim cương này. Wow, mình đi xuống nha. Ok. Chỗ này có đá đen màu vàng, hắc diện thạch, sẻn kim cương à. Wow, ngầu thế. Ngầu như thế thì mình sẽ bỏ lại cái đá này đi. Cha. Tới lúc mình sẽ cất bớt vào. Đây. Lấy mấy cái block ra đi. Mình thực sự khá là cần mấy cái block các bạn ơi. Cất thôi. Tập đội linh hồn này, cất kiếm đồ này. Văn đồ này. Đó. Ngầu. Ăn một miếng bít tết. Bít stick các bạn. Đó. Và bên đây có rương không? Check. Có vẻ là không có, mình sẽ thử lên tầng cao này ha. Tầng cao này mình đang nghi vấn là nó sẽ có rương đó. Let's go, chúng ta phải đi thử xem coi coi nó có rương hay không. Rồi mình đi qua để sao á. Có vẻ là không. Không phải có vẻ là chắc chắn là không. Ok, cắm cái đuốc cho nó sáng nhà sáng cửa coi nào. Các bạn để ý á, theo mình để ý á là mấy cái chỗ mà nó có đèn sáng á là nó sẽ có rương ấy. Tại vì các bạn để ý không, nãy giờ nghe mấy cái chỗ có rương ấy, nó toàn là ui. Nó toàn là cho mình một cái gọi là đèn lồng ấy. Hey. Wow, bên đây có một block vàng cho mình luôn. Đó, vậy là mình có được 3 block vàng luôn các bạn. Hết sảy không bà bảy chưa? Bây giờ mình có nên bem nhau với cái tụi zombie Bitman luôn ta. Ok. Wow. Chỗ xung quanh này thì nó cũng chỉ là lava thôi. Không còn gì đặc biệt hết. Để coi có vẻ như là mình đã khám phá xong cái bastion nữa các bạn. Wow, thật là tuyệt vời. Và hiện tại là có một thanh niên. Còn một thanh niên này các bạn. Trời ơi, còn một thanh niên này này. Đang cố trả thù này. Rồi mình sẽ mặc một cái trang bị bằng chờ đánh thoải mái ấy. Giờ tụi mình là bạn nè. Ok chưa? Là bạn rồi đó. Bây giờ trao đổi với nhau nè. Mình đập cái rương trước mặt nó nên nó đánh mình tiếp. Hóa ra là như vậy. Thôi, được rồi, làm bạn với nhau đi. Nè cho nè. Ok chưa? Hoài nha, bây giờ mình trao đổi với nó chút xíu nữa nha các bạn. Dùng nguyên nhá. Nó sẽ ít vàng ấy nhờ. Đây. Rồi. Được rồi, nhặt vàng đi, dùng nguyên. Nó mới cho mình cái gì vậy ta?
À mấy cái này nó có thể trao đổi với nó được nè. Wow, ủa nó cho mình tiếp hay gì á. Này 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 này. Ê ê, đi đâu vậy? Đi đâu? Giữ nguyên. Không có được đi như vậy. Ui trên kia còn nữa các bạn, nó bự quá nhờ. Ê, khá là to đấy. Ui, ui có cái gì vậy? À gạch nether này. Ờ gạch nether này là mình nung từ cái gì lên ta? Ê, cái thằng nào ở sau lưng mình ghê ghê nhờ. À không có nhìn, chỗ người ta đang giao dịch bạn. Ok, mình mới nhặt được thứ gì vậy ta? Chắc là hạt sắt đó, mình nghĩ như vậy. Nên mình trao đổi với lại mấy thanh niên thêm chút ít đi nhờ. Đù, cho mình cái gì mình không biết luôn. Ok, cho mình đổi đổi tới sáng luôn nó. Đổi bao nhiêu đó nữa đó. Để coi nó thảy ra cho mình những cái thứ gì nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ lên khám phá chỗ này xem coi là cái thứ gì. Còn ở đó, đi ra chỗ người ta giao dịch à. Thằng này nó không muốn trao đổi nữa các bạn ơi. Thôi thì mình đập cái này ra và nó dí mình đúng không? Nó không dí mình nữa kìa. Không thì thôi, mình lên đây mình xem coi tiếp tục ở chỗ này nó là cái gì. Wow, chỗ này đi chưa ta? À chỗ này mình cắm đuốc từ lưa hộp dưa rồi nè. Đi rồi đi rồi. À, thử coi cái đường ngọt bên đây hồi nãy mới đưa mình xuống đâu ha. À có rương không, có rương không? À chỗ này nãy mình đi ra này, có rương không? Có rương thì cho một 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 rương đi, hoặc là một mảnh vỡ cổ đại đi cho tròn coi. Ai da. À, đi lên đi lên đi lên. Bây giờ kiểu như là cái pháo đài Berlin này của cái tụi zombie hết luôn các bạn, zombie Berlin này thôi. Có vẻ là mọi thứ ui, ui. Thôi mình đi xuống thôi, mình đang có rơi từ trên không đúng không? Thôi nhảy xuống luôn đi cho nó nhanh. Hay ở hay mình có cánh cứng mà. Việc gì vậy thế nhở? Thì có lẽ là ui mình định là kiểu là chào tạm biệt các bạn á, nhưng mà mình đang có một cái phần bonus cuối cho các bạn, đó chính là mình sẽ cho thanh niên mini này mặc đồ. À, không có đồ gì đó mặc hết à, nên thôi mình cho một cái thanh kiếm này với một cái quần này ha. Hello mini, ở đâu rồi, đâu rồi, thiệt tình đi đâu vậy? Đây 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 đây, cho đồ này, cho đồ này, mặc quần vào, mặc quần vào. Mặc quần mang kiếm. Ồ mặc quần rồi kìa, cái kiếm này nữa. Nè cho kiếm này nhặt vào để còn đánh nhau người ta nữa đó. Wow các bạn nhìn nó cool chưa, nhìn nó ngầu thật sự luôn ấy. Để nó là truyền nhân của mình. Ê, mình có cho nên chơi lều không? Ê, mình thử chơi lều ha, mình thử chơi lều chút xíu được không ta? Mình cho nó cái kiếm này luôn. Hello take it, nhặt đi. Rồi trả lại trả lại trả lại. No cái thanh kiếm này được rít của tôi nè. Cho chú cho anh lấy lại, cho anh lấy lại đi, cho anh lấy lại đi, cho một cục vàng, lấy lại cho một cục vàng, lấy lại là cho một cục vàng á. Nhặt đi mà, nhặt đi, anh cho lại một cục vàng. Mai túi mà ba gan mang ra mà đựng. Thật ra bây giờ mình cũng lấy lại cái này cũng dễ các bạn, mình chỉ cần giết nó thôi á, nhưng mà mình cũng không muốn giết nó cho lắm. Nên mình sẽ đi xin nó lại các bạn ơi. Không giữ quá à, không cho mình lấy lại luôn nè. Dục cái kiếm vô mặt nó mà không thèm này. Rồi bắt buộc phải trả ngay bây giờ không sẽ bị quánh đó. Rồi luôn đưa đồ yếu hơn không thèm lấy luôn. Rồi thì thôi thì mình sẽ tự tay lấy lại vậy. Hey, thiệt tình định cho nó cục vàng mà nở lòng nào. Thì có lẽ là tập này của mình tới đây kết thúc thôi các bạn ơi. Và nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe để ủng hộ mình nha. Thì ok, tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn một ngày mới thật là tốt lành. Tập sau thì mình sẽ làm mấy phong sắc nhé.